Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nhận định vòng chung kết U20 châu Á, 17 giờ ngày 7 tháng 3, U20 Việt Nam, U20 Iran phải thắng. Mệnh lệnh mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt ra cho U20 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U20 Iran phải thắng. Khán giả tin tưởng bởi các cầu thủ trẻ Việt Nam đang chơi tốt hơn sau mỗi trận đấu dù đối thủ thực sự rất mạnh. Yếu tố thể lực và tinh thần chiến đấu quả cảm của U20 Việt Nam. Sau hai trận đầu tại vòng bảng, điều mà người hâm mộ Việt Nam lo ngại nhất là chênh lệch về thể lực đã không xảy ra. Khuất Văn Khang và các đồng đội thua thiệt khá rõ so với đối thủ về mặt thể hình, nhưng bù lại các thành viên U20 Việt Nam đã cho thấy được sự nỗ lực tuyệt vời về khả năng di chuyển không biết mệt mỏi ở cường độ rất cao. Hầu hết các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều đáp ứng được yêu cầu về mặt sức bền, hiếm thấy cầu thủ nào bị hụt hơi hay là chuột rút. Một điểm đáng khen nữa đến từ ban huấn luyện đó là họ đã tạo được điểm rơi phong độ rất tốt cho các cầu thủ tại giải đấu lần này. Từ nhân tố chính thức đến dự bị đều rất nhanh nhẹn, linh hoạt và có độ bật vào tốt. Đó là lý do vì sao U20 Việt Nam tranh chấp tốt dù thể hình thua thiệt. Các cầu thủ trẻ của chúng ta thường nhanh hơn đối thủ một nhịp. Đọc phán đoán tình huống để cắt bóng hay là chờ đợi để nhặt bóng hai vô cùng hợp lý. Thêm một lý do nữa để thấy được tinh thần và ý chí Việt Nam đến từ những pha tranh chấp 1-1 với đối thủ. Yếu thế nhưng không hề e sợ, sẵn sàng lăn xả để cứu bóng như các cầu thủ phòng ngự hay nỗ lực cứu bóng đến bước chạy cuối cùng như Hồ Văn Cường dù biết có thể bị đau. Tinh thần Việt Nam sẽ được phát huy cao độ vào hôm nay trước U20 Iran thật sự đẳng cấp. U20 Việt Nam biết U20 Iran mạnh như thế nào. Cục diện phức tạp ở bảng B đang đẩy U20 Việt Nam và U20 Iran vào cuộc chiến sống còn. Nỗi lo lớn nhất là hậu vệ phải Hồ Văn Cường chưa chắc tham gia trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết vòng chung kết U20 châu Á 2023. Anh bị đau do va chạm ở trận gặp U20 Qatar. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn tin tưởng đội U20 Việt Nam sẽ có kết quả tốt trước U20 Iran. Ông nói: "Chúng tôi kiểm soát cảm xúc bởi hành trình vẫn còn dài ở phía trước. Tôi biết U20 Iran mạnh như thế nào và cũng hiểu mình là ai. Nếu chúng tôi thua, chúng tôi có thể sẽ mất tất cả. Chúng tôi muốn có thêm nhiều niềm hạnh phúc nữa. U20 Việt Nam quyết tâm và sẽ chiến đấu. Các bạn cũng biết đấy, Việt Nam là đất nước dễ mến, làm việc rất chăm chỉ và cần được tôn trọng. Chúng tôi chuẩn bị kỹ cho từng trận đấu. Chúng tôi bắt đầu chơi từ những giây phút đầu tiên của trận đấu và chỉ nghỉ khi tiếng còi cuối cùng vang lên. Các cầu thủ hiểu tôi muốn gì ở họ. Trong cuộc đối đầu với U20 Iran, chúng ta cùng chờ đợi những bàn thắng bùng nổ của U20 Việt Nam. Sẽ không thừa khi nhắc lại những bàn thắng rất tuyệt vời của U20 Việt Nam trong trận thắng U20 Qatar. Bàn mở tỷ số 1-0 của Quốc Việt sẽ là một tình huống được nhớ mãi, không chỉ vì là bàn thắng giúp U20 Việt Nam giải tỏa thế trận bế tắc khi bị đối phương áp đảo toàn diện, mà xét cả về phương diện kỹ thuật hay chiến thuật đều hoàn hảo. Đó là một pha bóng mà chúng ta thường thấy ở những giải đấu hàng đầu châu Âu như ngoại hạng Anh Đầu tiên là sự tranh chấp quyết liệt và thái độ chuyển đổi nhanh của Đức Việt. Khôn ngoan, mạnh mẽ nhưng không phạm lỗi. Không những thế còn đưa được bóng đến vị trí của Văn Trường. Và với tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội thì Trường đã có một đường truyền để đời. Một đường truyền trung bình mang thương hiệu Kevin De Bruyne cực kỳ sáng tạo và cũng vô cùng chuẩn xác. Văn Trường không cần quan sát đã thả một đường bóng sâu vào khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của U20 Qatar vào đúng khe giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối thủ vào khoảng trống giữa thủ môn Kata và cầu thủ phòng ngự cuối cùng. Quan trọng hơn, nó vừa vặn với đà di chuyển của quốc Việt và vua giải trẻ hay còn được mệnh danh là sát thủ vòng cấm đã có 3 pha chạm xử lý hoàn hảo trước khi sút tung lưới U20 Kata ở góc hẹp. Pha xử lý mang thương hiệu Kylian Mbappe hay CR7 thời phong độ đỉnh cao. U20 Iran đối thủ không đơn giản. Dù thất bại trước U20 Úc, nhưng U20 Iran là một đối thủ khó chơi. Nếu so với U20 Qatar, đội bóng này còn nhanh và mạnh hơn nhiều. Đội bóng Tây Á sử dụng khá nhiều tình huống tạt bóng bổng từ hai biên để tận dụng khả năng băng cắt của các tiền đạo. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở trận gặp U20 Úc là một pha bóng tấn công mẫu mực của U20 Iran. Cầu thủ cánh trái Merced safi số 3 tạt bóng và người băng vào là Eslam Talab đã có pha xâm nhập để dứt điểm hoàn hảo. Đây cũng là pha bóng mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần có những sự tính toán bởi chiều cao của các trung vệ U20 Việt Nam không quá ấn tượng so với tiền đạo đối phương. Cách tấn công của U20 Iran trong chiến thắng 1-0 trước U20 Qatar cũng khá đa dạng với cả những tình huống tấn công biên và trung lộ. Bàn thắng đã đến từ một pha chọc khe hoàn hảo và thủ môn Qatar buộc phải phạm lỗi dẫn đến quả penalty. Vẫn có đôi chút lo lắng đến từ khả năng chịu đựng sức ép và kinh nghiệm xử lý cá nhân của các cầu thủ U20 Việt Nam chẳng hạn như Đức Anh thiếu thận trọng dẫn đến tình huống va chạm, hay một vài thời điểm toàn đội cũng đã tê liệt trước sức ép tấn công dữ dội của U20 Qatar. Nhưng chúng ta chưa hình dung được giới hạn của đội U20 Việt Nam là gì. Bởi trước sức ép của U20 Úc, Văn Khang Quốc Việt vẫn tìm thấy nhau trong tình huống tấn công nhanh ở trung lộ. Hay là thái độ chịu trận tới hơn 45 phút của hiệp 1 ở trận gặp U20 Qatar để rồi pha bóng của Văn Trường Quốc Việt như nhát dao hạ gục đối thủ. Hoặc khi khó khăn U20 Việt Nam vẫn biết khai thác tốt những tình huống cố định để tạo nên bàn thắng. Trên thế giới thì bất cứ cầu thủ hay đội bóng nào cũng có những giới hạn của riêng mình. Nhưng với các cầu thủ U20 Việt Nam thì mong rằng giới hạn của họ chưa dừng lại ở đây mà sẽ còn phát huy tốt hơn nữa trong trận gặp U20 Iran. AFC bị tố giúp U20 Việt Nam gặp bất lợi lớn trước trận cầu sinh tử. U20 Việt Nam gặp nhiều bất lợi ngay trước thềm trận đấu quan trọng với U20 Iran ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Sau hai trận đầu tiên, bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 vẫn chưa thể ngã ngũ. Mặc dù có được hai chiến thắng liên tiếp trước U20 Australia và U20 Qatar, tuy nhiên U20 Việt Nam vẫn phải chờ kết quả của trận đấu cuối cùng với U20 Iran. Nếu để thua, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn đối diện với nguy cơ bị loại. Trong khi chỉ cần cầm hòa Iran, U20 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, ngay trước thềm trận đấu quan trọng này, U20 Việt Nam đã phải tập luyện ở sân cỏ nhân tạo. Một phóng viên theo chân U20 Việt Nam sang Uzbekistan đặt câu hỏi nghi vấn. U20 Việt Nam tập sân siêu xấu trước trận gặp Iran. Không hiểu sao ngay trước thềm trận đấu, ban tổ chức lại xếp Việt Nam tập trên một sân nhân tạo chất lượng dưới mức xấu. Mặt sân thì lỗ chỗ, gồ ghề cao su và sỏi bung hết cả lên. Ngay lập tức, nhiều cổ động viên Việt Nam trên các diễn đàn bóng đá đã đưa vấn đề này ra để bàn tán và cho rằng Khuất Văn Khang và các đồng đội dường như đã bị chơi xấu. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng các tuyển thủ U20 Việt Nam sẽ biết cách vượt qua khó khăn để tìm kiếm chiến thắng thứ ba liên tiếp tại sân chơi châu Lục. Trở lại với buổi tập cuối cùng của U20 Việt Nam trước trận đấu với U20 Iran. Do lo ngại các cầu thủ chấn thương do mặt sân cứng lại có nhiều sỏi nhỏ, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò mang giày vải. Buổi tập của U20 Việt Nam cũng vì thế mà diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, chủ yếu giúp cho các cầu thủ làm nóng, tránh sức ỉ. Để tạo cảm giác tươi vui phấn khởi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chủ yếu cho các học trò chơi các trò chơi vận động với bóng như đá ma, chia hai đội hình để chơi bóng bằng tay. Khuất Văn Khang không phải đội bóng nào cũng được như U20 Việt Nam. Tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang của U20 Việt Nam đã có những chia sẻ hết sức thú vị về hành trình của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á. 17 giờ ngày 7 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng B, vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đội bóng áo đỏ tạm thời đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm có được sau 2 trận thắng. Ở trận cuối, chỉ cần có thêm 1 điểm, U20 Việt Nam sẽ chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng. Mới đây tại buổi họp báo trước thêm trận đấu, tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ với truyền thông. Chia sẻ về những kinh nghiệm sẵn có tại U20 châu Á 2023, Văn Khang bộc bạch. Những trải nghiệm cùng câu lạc bộ Việt theo tại v là bài học rút ra để tôi thi đấu ở các giải đấu như là U20 châu Á. Đó là những điều tôi học hỏi được ở câu lạc bộ để giúp tôi thi đấu tốt ở giải này. Đội tuyển U20 Việt Nam có được hai chiến thắng đầy bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Nói về bí quyết tạo ra điều này, tiền vệ 20 tuổi cho biết. Trải qua hai trận đấu với U20 Qatar và U20 Australia, U20 Việt Nam đã có những trận đấu hết sức quả cảm. Trước tiên là tinh thần và sự đoàn kết của toàn đội, cùng với đó là sự hiểu ý nhau khi chúng tôi có thời gian tập luyện rất lâu. Một yếu tố nữa là tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên. Đó là những điều U20 Việt Nam đã làm được và giành chiến thắng. Khi được hỏi về huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Văn Khang chia sẻ theo cảm nhận của tôi, thầy luôn mang đến cho vận động viên nguồn động lực tốt nhất để cầu thủ ra sân với tinh thần 100% và hơn thế nữa. Đó là những điều tôi cảm nhận được ở huấn luyện viên. Tôi nghĩ rằng không phải đội bóng nào cũng có thể làm được như vậy. Ngoài ra, Văn Khang cũng chia sẻ rất mong sẽ có được nhiều thành tích ấn tượng ở cả câu lạc bộ lẫn các cấp đội tuyển quốc gia. Mục tiêu của cầu thủ trẻ chính là trở thành cầu thủ giỏi và tạo ra các thành tích ấn tượng ở các giải đấu đỉnh cao. Lộ diện cầu thủ đáng sợ nhất U20 Iran có thể khiến U20 Việt Nam ôm hận. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải cực kỳ dè chừng với chân sút số 1 bên phía U20 Iran nếu không muốn nhận trái đắng. 17 giờ ngày 7 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp vào tứ kết U20 châu Á. Đối thủ cuối cùng của đội bóng áo đỏ cũng là đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng B U20 Iran. Sự nguy hiểm của U-20 Iran là điều đã được dự báo từ trước đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, đội bóng Tây Á sở hữu một cầu thủ vô cùng chất lượng, đó là Emir Ebrahim Jadet. Tiền đạo sinh năm 2004 sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng, 1m84. Tại vòng loại U-20 châu Á diễn ra trước đó, Emir Ebrahim Jadet cũng đã gây ấn tượng khi ghi 6 bàn thắng. Cụ thể, tiền đạo này ghi 5 bàn vào lưới Brunei và 1 bàn vào lưới UAE. Với hiệu số bàn thắng khủng, Emir Ebrahim Jadet đã giúp U20 Iran tiến vào vòng chung kết U20 châu Á 2023 với vị trí nhất bảng. Theo thống kê của AFC, Emir Ebrahim là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một trận ở vòng loại U20 châu Á, ở trận gặp U20 Brunei. Dù vậy ở bảng B, vòng chung kết U20 châu Á, Emir mới chỉ ghi được một bàn thắng trong trận thua của U20 Iran trước U20 Úc. Dù vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn cần phải cảnh giác hết sức với cây săn bàn này của U20 Iran. Phát biểu trước thêm trận cuối cùng diễn ra, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của U20 Việt Nam cho biết, cả ba đội bóng còn lại ở bảng B đều được đánh giá mạnh hơn U20 Việt Nam. U20 Iran không phải là ngoại lệ, họ rất mạnh. Như các bạn đã biết, những nền bóng đá mạnh nhất ở châu Á đương nhiên có Iran. Theo tôi đánh giá ngay từ đầu, U20 Iran là đội mạnh nhất ở bảng B. Chúng ta từng thấy đội tuyển quốc gia của họ đã như thế nào, họ có thành tích như thế nào ở các giải đấu. Thật ra ở một giải đấu như thế này, có thể họ có một trận đấu tốt, một trận đấu không tốt. Nhưng bình diện chung, chúng tôi nhận định U20 Iran là đội bóng mạnh nhất bảng. Ở trận này chỉ cần có được một điểm, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chắc chắn sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng B. Cơ hội của U20 Việt Nam đang rất rộng mở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.